Và sau đây là chương trình trò chuyện trên xe cùng Hào. Nói giỡn thôi, Hào sẽ dẫn các bạn đi volunteers, có nghĩa là đi làm thiện nguyện. Hào sign up với cái company cũ của Hào á, nó đang làm một cái drive-thru, có nghĩa là cái chỗ mà bán đồ ăn nhưng mà tới là chỉ chạy xe và pick up thôi. Thì hôm nay Hào sẽ đi giúp cái đó để mà làm cho cái Food Life Fly ở Seattle. Và bây giờ các bạn sẽ đi theo chân Hào đến chỗ đó nha. Tại chợ hôm nay đó chính là mắt kính Ray-Ban mua chắc được mấy năm và bây giờ mới đeo, vì ở đây không có nắng nhiều lắm. Starting route to 5118 14th Avenue Northwest. Proceed to University Street, then turn left. Thì đi từ đây đến đó là khoảng bây giờ là khoảng 15 phút nữa mới tới, thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nhé. Thì cái chỗ này Hào đi đó là cái công ty cũ mà Hào vừa nghỉ việc. Công ty này á, nó có partner với lại những cái người Food Life Line, là một cái công ty mà chuyên cung cấp những cái đồ ăn cho những người vô gia cư. Thì bên này á, là một giống như là một cái làm từ thiện với các bạn. Thì tối hôm qua đang ngồi nhà xem TV thì cái người mà làm chung với Hào á, nói là nhắn tin hỏi là có muốn đi không. Thế là đồng ý là đi liền, tại vì thật sự là đây là những cái điều mà Hào muốn làm. Hào muốn làm rất là muốn làm từ thiện, nếu mà mình còn trẻ mà mình có thời gian á, hoặc là mình có chút đỉnh mình có thể cống hiến, thì đây là cái mà mình có thể làm. Đó là điều tốt. Tao kể cho các bạn nghe nha, là hồi đó làm sao mà Hào có duyên đi làm với cái công ty này á, là ngày xưa Hào làm mới qua mà làm cho mấy cái nhà hàng Việt Nam á. Hồi nhất là hồi lúc mới qua tiếng Anh đâu có biết gì đâu, đi làm phở, làm tiệm phở. Là nếu bạn nào ở Mỹ thì sẽ biết là đi làm tiệm phở, rồi sau đó là nghỉ tiệm phở rồi cái đi làm cho cái nhà Việt Nam. Khi làm nhà Việt Nam á, thật sự các bạn thấy làm Việt Nam mà Việt Nam mình bên này không có thương nhau lắm. Nếu mà ai nhột á, thì Hào cũng mới trách được, nhưng mà tại vì đó là sự thật. Thì làm cho nhà Việt Nam nó khoảng một năm trời á, đúng là mình cũng có kiếm tiền được, nhưng mà có vẻ như là mình không có được quý trọng vào cái sức mình đổ ra, và có vẻ như bị bóc lột. Thế là Hào mới bực mình quá, Hào mới là ok, bây giờ mình sẽ đi làm cho Mỹ. They're right onto Western Avenue West. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm cho Mỹ. Thì đi lên Craigslist. Craigslist là cái website mà để đi tìm việc, mà cũng đó Hảo là cũng còn non lắm đó, mới qua Mỹ có 2 năm mà. Thì ai nói gì chỉ sao thì làm vậy. Qua Mỹ tìm việc, lên Craigslist tìm việc thì thấy là Tom Douglas là cái company cũ của Hảo, là name after, là sau cái ông chef đó tên là Tom Douglas, đang looking for người buster. Buster có nghĩa là người dọn bàn. Thì Hào mới apply đại thôi, mà lúc đó cũng cứ nghĩ là trời, tiếng Anh mình đâu có giỏi đâu, không biết gì hết, mà làm cho Mỹ nữa, là ai mà mướn một cái thằng mà mới qua Mỹ mà không biết gì hết. Nhưng mà không biết làm sao là hên á, là được gọi đi phỏng vấn xong rồi cái kêu làm thử. Thế là làm thử một thời gian khoảng 2 tiếng, làm thử 2 tiếng thì sau đó là được hire luôn, là bắt đầu Hào làm từ đó đến bây giờ. Là nếu tháng 6 này là gần 7 năm rồi đó. Để hôm nào á, Hào kể cho các bạn nghe cái quá trình mà từ một thằng dọn bàn để lên là một người quản lý đến bây giờ. Đó là cả một cái quá trình mà đúng là người ta nói là tất cả những công việc á, thì bạn phải bắt đầu ở một nơi nào, bắt đầu đâu đó. Everybody have to start somewhere, có nghĩa là mình tất cả mọi chúng ta đó, the traffic lights, they're right, đều phải bắt đầu ở một vị trí nào đó. Và lúc đầu á các bạn, lúc mà đầu mới làm á, anh không có giỏi, cái vô đi làm mà ngày nào đi làm cũng rất là run sợ, thì sợ lỡ nó nói mà mình không hiểu rồi sao, rồi lỡ cái nó đuổi mình có đuổi mình không. Nhưng thật sự là rất là may mắn và làm được cho một công ty rất là tốt, phải nói là một công ty tốt nhất bên này về ngành nhà hàng và dịch vụ. Thì những cái lợi ích như là bảo hiểm nè, rồi discount meal và đi ăn được giảm giá nè, rồi làm được rất là nhiều người và học hỏi rất là nhiều về food, là đồ ăn, học về vậy. Cái company của Hào có tới mười mấy cái nhà hàng, thì mười mấy cái nhà hàng là mười mấy cái nhà hàng kiểu đồ ăn khác nhau nên không có giống nhau. Rồi về rượu nè, về cocktails, rồi về beer, rồi về liquor, là những cái loại rượu mạnh nè. Nên đó là một cái sự
học hỏi rất là nhiều sau gần 7 năm mà những cái kiến thức mà mình đã lượm nhặt được. Thì thực sự là phải là cảm ơn cái company và những cái người mà họ làm chung rất là nhiều, tại vì họ là người rất là tốt. Qua đây rồi mình mới học hỏi về những cái culture là cái mà quan trọng nhất, tại vì họ nhớ là lúc mà mới qua họ cái culture shock ấy, là bị sốc về cái văn hóa mà thật sự mình không nghĩ đó là một cái vấn đề luôn á. Nhưng mà sau này khi mà ngồi suy nghĩ lại mới thấy là wow, đó là một cái ai mà cũng phải trải qua nếu như mà bạn muốn học hỏi về cái văn hóa của người phương Tây và cũng như là muốn giao du và hội nhập. Có thể là đây là một cái tập tiếp theo, sau này họ sẽ làm một cái tập về nói về cái culture shock. Stay in the left two lanes. Người Mỹ á, họ không có chì chiết, họ không có mắng nhiếc và họ không có ra mặt như là người Việt Nam mình nếu như mà họ không thích một cái điều gì. Cái company nào là một cái điển hình minh chứng về cái vấn đề đó, là ví dụ như là họ nghĩ là nếu như mà bạn không tốt, bạn yếu thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn, nâng đỡ bạn. Họ stay as like bias ở đây có thể hiểu nôm na là họ ở đứng cái lập trường của họ rất là ở giữa. Họ không có nghĩ là bạn xấu, họ không nghĩ bạn là một người xấu, và họ cũng không có nghĩ là bạn tốt quá mà họ sẽ tâng bốc bạn lên, mà họ sẽ đứng ở giữa và giúp đỡ bạn nếu là bạn là một người worker yếu hay là bạn cần trau dồi thêm kiến thức. Hoặc bạn làm sai cái gì, họ sẽ chỉ cho bạn cách làm đúng. Chứ không phải người Việt Nam mình á, thì nếu bạn làm sai gì á, sẽ là mắng nhiếc hoặc là call out, là nói liền ngay trước mặt, hay là chửi mắng này nọ, thì người Mỹ không có. Họ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đến khi mà họ không có coach bạn, là không có nâng đỡ bạn nữa, hoặc là bạn từ chối cái việc mà họ giúp đỡ bạn, thì lúc đó thì họ sẽ cho bạn ra đi. Chứ không thì họ vẫn sẽ tiếp tục và cố gắng giúp đỡ bạn. Bởi vậy làm cho cái company của Hào là ít có ai mà bị fire, có bị đuổi việc lắm. Tại vì turn right onto Northwest 52nd Street, then the destination is on your right. Tại vì họ không có làm, họ không có muốn đuổi ai hết, tại vì họ nghĩ ai cũng là người tốt và ai cũng có thể tiến lên và học hỏi thêm như mà người đó muốn. Tới rồi, bây giờ mình sẽ đi nhé. Yeah, how are you? You too! Woohoo! Yay! Look at those people! Always so cute, every time. Hi! Hi, Tom! Okay. I don't want to be your parent here. But, thank you. Yes. So one fork, two big napkins? Or four little napkins. Oh, four little napkins. Or just really whatever you feel like. Okay. I just grab them. Okay. Why don't you demonstrate and then we'll do it. Okay. I'll follow you. So, here's the fork. Okay. And then this is where you replenish them and bring them out to the station. And then, so these are the little napkins. Mm-hmm. And that's like four. Okay. You have to stay away from each other when you're on the property here. I love you all. But you have to stay 6 to 10 feet away. That's my job, is to not get anyone else sick. Thank you. You just shove it in. Okay. And that's it. Okay. And just do that. For your house, yeah. Đi ra ngoài làm thì nó có ánh sáng và có mọi người ngoài đẹp có nhạc vui hơn. Yeah, just get here. That way you just can set up and then put your stuff when you're done here. Yeah. And I do like. Công việc rất là đơn giản, đó chỉ là napkin, fork, bỏ vào cái bọc. Xong rồi, quay các bạn cách mà người ta order nhé. Thì đó là một cái drive thru right there. Chờ đã. Okay.
Woohoo! You're supposed to be driving sales right now. Once my boy gets here, we're going to be selling like crazy. We've been a steady trickle. It's too cold to check out my shirt. So. Oh my gosh. Giờ mọi người đang dọn dẹp thôi thì phải đứng xa nhau 6 feet như vậy để social distancing. Mọi người biết là không có được đứng gần. Và Tom rất là la từ nãy đến giờ nên mọi người không được đứng gần hết. As a board member for almost 40 years of Lifeline, I will tell you that by raising $20,000, we actually fed Thanks, Tom. And then if you look to your right. I think we need one more box. I feel like we should just get the Welch in. Nikki! Right here! Oh yeah, you got a lot of stuff over here. We Empire. Got the Empire. Sweet Vermouth. Sweet Vermouth. Right here. See the Sweet Vermouth? Put a mess. No, what about Carpano? Orange. I do an equal parts of garlic. I don't do whatever. I don't do the weird extra gin. Yeah, trust me. Okay, great. I think probably everybody does. Yeah. Yes, I'm ready. First night in the wrong place. Rolling around San Francisco, and then we all met up late at night. Just take one bite. Just have one bite of something and then move on. Yeah. My mirror dance. Social distancing. I don't mind if you're now 6 feet. Go back. Oh, probably five more cases. Vậy đây là xong một ngày volunteering. Rất là vui các bạn ạ, khi mà mình làm được những điều tốt và mọi người ủng hộ. Chúc mọi người thật là ý nghĩa đúng không? Và tập hôm nay cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hell. Hy vọng là các bạn yêu thích kênh YouTube này cũng như là tập YouTube này nhé. Đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ rộng rãi và đừng quên lại những comment cho Hell. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!